Thì cái này là chỉ mấy cái bước thứ nhất thôi. Mình chưa biết là cái kết quả nó sẽ là như thế nào. Nhưng mà Biên rất là hạnh diện là mình biết rõ ràng là bao nhiêu cử tri của mình đoàn kết với nhau, không có phải là bên Cộng Hòa hay là Dân Chủ, hay là người nghèo hay là người giàu. Mình bỏ qua hết. Tại vì sao? Tại vì về cái cộng đồng của mình, cho cộng đồng của mình, về cho cái tương lai của con cháu của mình, Biên rất là biết ơn, tri ân, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Today we, this is the result of the unite of all the Vietnamese together. And I like to say something in Vietnamese. Trước tiên xin kính chào tới tất cả các quý vị có mặt ở đây và xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã bỏ thời giờ để tới đây cùng với chúng tôi trong ban vận động để mà celebrate cái buổi mà phải nói là chiến thắng đất đầu nhưng mà cũng gần như là một khích lệ lớn lao cho chúng tôi. Và tiện đây thì tôi cũng xin đại diện cho ứng cử viên Biên Đoàn và tất cả các anh chị em trong ban vận động đã bao nhiêu tháng ngày, coi như gần như là một năm rưỡi, đã bỏ rất nhiều công để có được ngày hôm nay, có được cái kết quả ngày hôm nay. Thì nếu không có tất cả các anh chị em trong ban vận động thì chúng ta sẽ không có ngày hôm nay. Phải nói là như vậy. Và tôi cũng xin cảm ơn tất cả các cử tri khu vực 7 đã lắng nghe cái lời kêu gọi của chúng tôi và đã đi bầu thật đông. Như sáng hôm nay tôi đã ghé thư viện là Tuli 2 lần và lần nào cũng cảm thấy muốn chảy nước mắt vì đồng bào mình xếp line. Wow. Xếp line đi vô mà tôi đếm 10 người thì 8 người là người Việt rồi. Wow. Yeah. Và tôi có một, tôi dẫn một cụ bà 91 tuổi ngày hôm qua mới bị té, sáng nay nhất định đòi đi bầu. Wow. Cô con gái nhất định không cho, nhưng mà bà nhất định là có là ráng dìu bà lên xe để bà đi an toàn. Wow. Yeah. Yeah. Và khi tôi chở cái cụ bà về tới nhà thì cô con gái thấy cảm động và cô nói cô hứa chiều nay cô sẽ đi bầu. Wow. Thì tôi cũng xin được thấy cái moment này để đặc biệt cảm ơn tới những người đã bỏ rất là nhiều công sức để mà chúng ta có một cái kết quả ngày hôm nay. Thì chúng tôi có rất là nhiều nhóm và cái nhóm đầu tiên tôi muốn nói tới đó là nhóm đi bộ. Thì nhóm đi bộ của chúng tôi đó là nói chung tôi kêu gọi rất là nhiều nhưng mà cuối cùng thì cũng có cỡ chừng 6-7 người, mà 6-7 người rất là kỳ cựu, nắng mưa cũng vẫn đi. Và cái người mà tôi phải nói là rất lì lợm đó là chị Vân. Và cùng với chị Vân á là ở đây có chị Thơ đâu rồi? Chị Thơ đâu? Ở ngoài rồi, tôi ở ngoài. Chị Thơ, yeah. Rồi ngoài cái chị Thơ đó thì có chị Dung nhà ta. Dung đâu? Dung, chị Dung, yeah. Người mảnh khảnh vậy chứ nhưng mà đi bộ cũng lì lắm. Rồi trước đó thì tôi có chị Mai Lưu nhưng mà vì đi bộ rồi sau đó thì bị đau chân rồi đã đi không được nữa. Và có chị Ngọc cũng đi bộ rất là nhiều nhưng mà sau đó cũng đau chân là hết đi được. Và tôi còn quên một người cũng rất là chịu khó đi bộ, đó là chị Sương. Chị Sương ơi, chị Sương, chị Sương cũng đi về rồi hả? Tại vì đó là những người mà rất là mỗi lần tôi nhìn tôi ngày nào mà tôi nghe mấy người nó nói là đi bộ tự nhiên tinh thần của tôi nó lên, còn không thì rất là nản, tại vì kêu gọi đi bộ không có dễ, rất khó. Và cái nhóm thứ nhì tôi muốn nói tới đó là cái nhóm lo về media, về chuyên môn về media. Ở đây tôi phải công nhận là một người rất âm thầm vừa bỏ tiền bỏ công bỏ sức, đó là anh Hùng, em của Việt Dũng. Anh Hùng ơi, anh Việt Hùng, em của Việt Dũng,
anh của Việt Dũng. Dạ, rất kiên nhẫn mà không bao giờ cho ai biết là mình làm cái gì hết, nhưng mà thật sự là có. Anh Hùng đâu mất rồi. Và người thứ nhì tôi cũng muốn nói tới đó là chị Tình. Chị Tình ơi, chị Tình cũng là một người mà bỏ công bỏ sức bỏ tiền ra để mà có được ngày hôm nay. Công của chị cũng rất là lớn. À, và một số người nữa, tôi còn có thêm ở đây có Quyền Mai không? Quyền Mai cũng giúp chúng tôi về rất nhiều về vấn đề media. Rồi ở đây chúng tôi cũng có một số consultant người Mỹ hôm nay có Anthony. Không có. Và một số Anthony người một số consultant người Mỹ. Ở đây tôi còn quên một tên một người một em trẻ rất trẻ. Đó là Luân đâu rồi? Theodore ơi. Đây là một người trẻ mà sẵn sàng bất kỳ lúc nào mà chúng tôi cần là anh ta show up, cho dù phải bỏ làm để mà đi bộ hoặc là gọi phone hoặc này nọ là anh ta sẵn sàng hết. Thì rất tiếc là chắc Theodore đang ngoài. Rồi và người trẻ thứ nhì đó là Minh Hoàng. và trong ban vận động còn rất là nhiều người đã support ở đằng sau như gọi phone này nọ. Thì ở đây ví dụ như chị Điểm, không những bà gọi phone mà chị còn có nhiều lúc chị nấu đồ ăn cho tụi tôi, hay là đi về là có đồ ăn đủ. Dạ không, thì bây giờ đến cái nhóm cuối cùng mà tôi mới thành lập được trong vòng, còn ai nữa không? Hôm nay có nói chị Lưu Mai về gọi phone nữa rồi, có dạ. Chị Lưu Mai là lúc đầu là đi bộ mà vì sau thì đau chân thành ra là gọi phone. Chị Lưu Mai thì gọi đã phone nên bóng teo. Rồi cái nhóm cuối cùng tôi muốn mention đó là cái nhóm mà được thành lập khoảng chừng 4 tuần nay thôi, nhưng mà rất là hăng và đã làm náo loạn cả San Jose. Đó là cái nhóm mà lái xe đi vòng vòng. Mà trong đó thì cái người mà trưởng nhóm phải nói rằng là anh Đặng Long và anh Nguyên đó, anh Nguyên có ở đây không? Anh Nguyên và anh Hoàng Thưởng, đó là ba người phối hợp với nhau vào mỗi weekend để mà đi vòng vòng làm náo loạn San Jose luôn. Và tự bỏ tiền túi ra, nhiều khi còn co với cả tiền xăng cho mọi người nữa. Thì thật lòng là nếu không có mấy anh chắc hôm nay cũng không có cái number như thế này. Ở đây tôi không biết có còn thiếu ai nữa hay không. Thì nếu mà thiếu Minh Long anh Nguyên có anh. Dạ thì ngoài ra là có những người đã support âm thầm về tiền bạc mà đôi khi là về tin tức này nọ nữa. Những người thí dụ như là anh Quỳ là một YouTuber lúc nào cũng quay qua quay lại là có YouTube của anh rồi trong chớp nhoáng. Và tất cả các truyền thông báo chí đã sẵn sàng bỏ thời gian tiền bạc để quảng cáo phi cho biên đoàn. Thì không phi thì cũng không đúng, nhưng mà sẵn sàng quảng cáo lúc nào biên đoàn quyên đàn nghe là yêu cầu. Tôi còn quên gì nữa không ạ? Quên trong những lời mà diễn anh sẽ là buổi trưa là gọi rồi như thế rồi thế tức là lần cuối cùng hôm qua đó hôm kia là cô chị Trang Hà. Ở đây tôi còn quên một người mà cũng âm thầm để giúp đỡ, đó là chị Thái Hằng. Không biết ở đây có chị Thái Hằng hay không? Thì chị Thái Hằng và chúng tôi cũng làm cái trụ sở ngay trên đường Center mỗi ngày để nghĩa là vận động cho mọi người. Và chị Thái Hằng là cái người mà đã hy sinh nguyên cái nhà của mình, cái business của mình để quảng cáo cho biên đoàn. Xin cảm ơn chị Thái Hằng. Yeah. Ở đây tôi xin nhường lại là cho biên đoàn. Thank you very much. Bây giờ biên cũng nói là vài lời thôi. Thì cảm ơn anh Long rất là nhiều đã giúp đỡ cho cái ban vận động và đã vô tư tình nguyện giúp đỡ cho cộng đồng của mình.
bác sĩ Vượng với chú Thọ. Rất là nhiều người như chị Hạnh Giao đã nhận em là một người em, anh Huyền Lương Thiện. Rất là nhiều người thì có khi mình quen đây mình thì xin quý vị thông cảm. So I just want to say this, I'm trying to summarize what he said all that time in about a minute. I'm just kidding. So, first of all, I want to say thank you to my parents. My father, back down. My mother is sitting down right behind you guys. My brother, Hien Don, who is retired from San Jose Fire Department. Woo! My other brother from different mother is Angel Dizon. He's an engineer with the San Jose Fire Department. My neighbors, my friends, people I haven't met that came out and supported me. Scores. Mark, where are you? Mark Tolbert. Many, many other people from every single walk of life. Francis. Todd Langston. Jung Chen. Everyone who came out. And Tuong, I cannot thank you enough. Got you, baby. Thank you so much. We wouldn't have this place. And I'll tell you this. All of our hearts come together. All of our hearts head on to the same direction. And this is what makes it great. Win, lose, or draw. We came together as brothers and sisters. We came together as a community. We came together as people who want different results. We want better community. We want better policing. We want to end the homelessness right here in San Jose. We want to create more jobs that pay more than $15 an hour. We want to create more affordable housing. And then the last thing I want to know is this. We want to put away human trafficking right here in the city of San Jose. Because every one of us have a mother, sister, aunt, uncle, daughters, nieces, and we cannot stand and watch anymore. We need to stop the human trafficking. We need to stop the sex trafficking, the slavery, and women being abused right here in San Jose. And my heart is overwhelmed with all the love. My heart want to do the best that I can for our community, for all of us, and every one of us from different race, different ethnicity, different age. And I know this, we can make a difference in this city, and we will. Thank you very much. Yeah.